Sau lời chào, xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, về khung cảnh và ý nghĩa của thánh lễ chiều hôm nay, như lúc đầu lễ cha giám tỉnh đã giới thiệu với anh chị em, và đặc biệt là trong lời dẫn lễ của Đức Giám mục Chủ tế, Ngài cũng đã nói lên ý nghĩa và cái lý do của việc chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay. Và bây giờ tôi chỉ xin nhắc lại lời nguyện, lời cầu nguyện nhập lễ mà chúng ta nghe đấy. Là Thiên Chúa đã làm cho chúng ta như những viên đá sống động để xây dựng lên đền thờ mà là nơi Thiên Chúa ngự muôn đời. Chính trong bối cảnh của ngày lễ cung hiến Thánh đường Laterano mà dòng Chúa Cứu Thế được Thánh Alphonso thành lập. Và tôi thiết tưởng chúng ta cũng nên dừng lại đôi phút để nhìn lại lịch sử của việc cung hiến Thánh đường Laterano. Vào năm 312 thì Hoàng đế Roma Constantino trở lại đạo Công giáo, trở lại Kitô giáo. Và Hoàng đế đã dâng tặng Đức Giáo Hoàng Minciade một cung điện gọi là cung điện ở Laterano. Và vào năm 320 thì một ngôi thánh đường được xây dựng tại bên cạnh cung điện. Và vào năm 324 thì Đức Giáo Hoàng Silvestro đã cung hiến đền thờ ngôi thánh đường đấy thành ngôi đền thờ dâng kính với danh hiệu dâng kính Chúa Cứu Thế
Đấng Cứu Thế Chí Thánh. Trải qua bao thế kỷ thì nơi Laterano, khu vực Laterano, cung điện, đền thờ đấy trở thành nơi ở của các đức giáo hoàng, và cũng là nơi xảy ra các công đồng miền và công đồng chung của giáo hội. Khi mà bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh thì đền thờ Laterano đã từng bị đốt cháy và bị bỏ hoang. Tuy nhiên vào năm 1726 thì đền thờ được tái thiết và được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 tái cung hiến đền thờ. Lược sử một cách vắn tắt về đền thờ Laterano như vậy, để chúng ta nhìn thấy ở nơi giáo hội bây giờ nhìn đền thờ Laterano như là đền thờ mẹ của các đền thờ, mẹ của các nhà thờ trên toàn thế giới. Mẹ của các nhà thờ là bởi vì đền thờ Laterano được xây dựng đầu tiên và được cung hiến một cách công khai. Công khai là bởi vì anh chị em biết trước đó, những thế kỷ đầu tiên của giáo hội chịu sự bách hại, cấm cách, khởi đi từ thời hoàng đế Nero. Các tín hữu Công giáo, các tín hữu Kitô giáo phải sống dưới các hầm mộ gọi là catacombe, mà chúng ta thường gọi là các hang tọa đạo. Nhưng mà từ khi hoàng đế Constantino trở lại đạo đấy, thì đạo Chúa Kitô bắt đầu được công khai sống và loan báo tin mừng của chính Đức Giêsu Kitô. Khi nhìn về đền thờ Laterano thì chúng ta thấy được một dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và ở nơi đó cũng trở thành một dấu chỉ của sự hiệp nhất cho toàn thể giáo hội chúng ta. Và như vậy khi chúng ta mừng kính lễ cung hiến Thánh đường Laterano là chúng ta nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa, tình thương của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của giáo hội mà bây giờ chúng ta đang hướng tới. Và đấy là bối cảnh của đền thờ Laterano. Thế thì bối cảnh của đền thờ Laterano như vậy có sự liên hệ nào với việc Thánh Alphonso thành lập dòng Chúa Cứu Thế? Ít nhất thì tôi thấy có hai cái sự kiện. Vào năm 1726, đền thờ được tái thiết và được tái cung hiến. Và cũng năm này thì Thánh Alphonso được lãnh nhận thiên chức linh mục. Và vào năm 1732 thì Thánh Alphonso cùng với những người bạn của mình đã thành lập dòng Chúa Cứu Thế vào đúng ngày mừng lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Và ngài lập một hội dòng lấy tên đích danh là mang danh Chúa Cứu Thế, không phải là dành dòng của những người thuộc về cha Thánh Alphonso, nhưng mà dòng Chúa Cứu Thế lấy tên của chính đền thờ Laterano được cung hiến cho Chúa Cứu Thế. Và hai cái sự kiện này lại cũng liên hệ với chính cái diệu cảm và cái sứ vụ của Thánh Alphonso trong việc ngài thiết lập một hội dòng. Cái điểm thứ nhất đấy là vào năm 1730, sau những năm đầu đời linh mục, Thánh Alphonso ngài rất nhiệt thành trong công việc loan báo tin mừng, mà nhiệt thành quá đến nỗi bị kiệt sức. Và ngài được đề nghị đi tới một cái vùng gọi là vùng Scala để mà nghỉ dưỡng, để mà nghỉ lấy lại sức. Nhưng mà trong khi ngài đến cái vùng Scala, nơi yên tĩnh, nơi cảnh vật rất đẹp rồi, thanh bình rồi, thì ngài lại nhận ra một cái thực tại. Ở nơi đó có rất nhiều người, những mục đồng bị bỏ rơi, không được chăm sóc mục vụ. Và Alphonso đã nhìn thấy cái cảnh túng quẫn của họ về mặt đức tin, về mặt được lắng nghe lời Chúa, về mặt được chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa. Cho nên cái lời Kinh Thánh đầu tiên mà vụt lên trong tâm trí của Alphonso đấy là lời trích từ sách Ai Ca chương 4 câu 4: trẻ thơ măng sữa vì khát nên lưỡi dính với hàm, lũ trẻ đói
đòi ăn bánh mà không có người bẻ bánh cho ăn. Lời của Thiên Chúa trong sách Ai Ca vang vọng lên trong tâm trí của An Phong Sô, và An Phong Sô muốn phải làm một cái gì đấy để mà có người bẻ bánh và đưa nước cho những con người đói khát này. Và đấy là cái diệu cảm đầu tiên của An Phong Sô khi nhìn thấy những con người bị bỏ rơi ở một nơi, một miền đồi núi đấy. Và khi mà An Phong Sô thành lập dòng Chúa Cứu Thế cùng với các bạn của mình vào năm 1732 đấy, thì cái đặc sủng mà Thánh An Phong Sô nhận lại chính là cái sứ vụ của Đức Giêsu Kitô, như được công bố, như được loan báo trong Tin Mừng Luca chương 4. Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, và Người đã sức dầu cho tôi để tôi loan báo tin mừng cho người nghèo. Người sai tôi đi để công bố ơn giải thoát cho những kẻ bị tù đầy, cho người mù được thấy lại ánh sáng, công bố ơn giải thoát cho những người bị áp bức, và công bố năm hồng ân, công bố năm được Thiên Chúa đón nhận. Hai cái diệu cảm và cái sứ vụ của An Phong Sô đấy. Và chúng ta đặt lại vấn đề có liên hệ gì tới với đền thờ, với đền thờ mà hôm nay cùng với hội thánh, đáng lẽ là ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ cung hiến đền thờ Laterano, và cũng là ngày thành lập dòng Chúa Cứu Thế đấy. Vậy thì có gì liên hệ? Anh chị em nghe các bài đọc trong bài đọc hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ezekiel với thị kiến về một ngôi đền, về một đền thờ ở bên phải đền thờ. Đền thờ quay về phía đông, và từ bên phải đền thờ chảy ra một dòng nước. Và dòng nước đó chảy tới đâu thì có sự sống tới đó. Dòng nước đó chảy ra biển chết. Biển chết ở nơi không có một sinh vật nào có thể sinh sống được, nhưng mà dòng nước chảy tới biển chết thì làm cho biển chết đấy có sự sống. Dòng nước đó chảy ra đến đâu thì các sinh vật được sống lúc nhúc. Và dòng nước đó không chỉ làm cho các sinh vật được sống, mà dòng nước đó được có sức chữa lành. Dòng nước đó chảy tới đâu thì chữa lành tới đó và có sự sống tới đó. Hóa ra cái lời mà chúng ta đọc trong ngôn sứ Ezekiel trong ngày lễ hôm nay, nó lại ám vào với chính cái việc mà An Phong Sô diệu cảm về những con người nghèo, những người mà đang khát đó, lưỡi dính với hàm mà không có nước uống, người đói trẻ mắng đói mà không có ai bẻ bánh cho. Thì bây giờ có một dòng nước trong thị kiến của Ezekiel đấy, là đền thờ chảy ra một dòng nước đấy có sẵn đó, nhưng mà không có người như thể là tiếp cho, để cho những người đang đói đấy, đang khát đấy được uống. Mà nếu chúng ta đọc tiếp trong Tin Mừng của Gioan, Tin Mừng của Gioan hôm nay Chúa Giêsu cũng thanh tẩy đền thờ, nhưng mà trong Tin Mừng Gioan lại nói tới chính Đức Giêsu Kitô là nguồn nước. Trong câu chuyện với người phụ nữ Samaria, Ngài đã nói ai uống dòng nước từ nơi tôi, từ nơi tôi sẽ vọt ra một dòng nước, và dòng nước ban sự sống. Thì hóa ra là cái thị kiến của ngôn sứ Ezekiel bây giờ chính là Đức Giêsu Kitô là ngôi đền thờ mới, và nơi Ngài phát xuất ra nguồn nước sự sống. Và anh chị em đọc trong Tin Mừng của Tin Mừng Thánh Gioan, thì trên đồi Calvario, chính cái lúc mà Đức Giêsu giang tay ra trên thập giá, cái lúc đó Ngài trao thần khí, Ngài trao sự sống của Thiên Chúa, Ngài chút hơi thở mà trao thần khí, và cũng lúc đồng, cùng một lúc thì cạnh sườn của Ngài được đâm thấu, được mở ra, nước và máu cùng chảy ra. Nước và máu là nguồn của sự sống ở nơi con người chúng ta. Và bây giờ nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài đã trao ban chính dòng nước sự sống đấy cho nhân loại chúng ta. Và Đức Giêsu Kitô, như chúng ta đã biết, Ngài chính là bánh trường sinh, Ngài là bánh sự sống. Đức Giêsu trở thành nguồn sống cho nhân loại chúng ta. Và như vậy thưa anh chị em, ngày hôm nay cùng với dòng Chúa Cứu Thế, cùng với Thánh An Phong Sô, trong khung cảnh của việc cung hiến đền thờ Laterano là đền thờ vật chất đấy. Còn nay có thể còn, mai có thể mất. Nhưng mà đền thờ còn mãi đó, đền thờ tràn đầy nguồn hy vọng, đền thờ tràn đầy sự sống,
đền thờ của ơn cứu độ chính là Đức Giêsu Kitô. Ở nơi Đức Giêsu Kitô bây giờ chúng ta có nguồn sống. Ở nơi Đức Giêsu Kitô bây giờ chúng ta có ơn cứu độ. Ở nơi Đức Giêsu Kitô bây giờ trở thành nơi chốn mà mỗi một con người chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thưa anh chị em, đền thờ đích thực đấy là đền thờ chính Đức Giêsu Kitô, là đền thờ mới. Và chúng ta thì sao? Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói cho chúng ta: anh em không biết sao, anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Nơi mỗi người chúng ta bây giờ lại cũng trở thành đền thờ mà nơi Thiên Chúa ngự. Nơi mỗi người chúng ta bây giờ xảy ra một cuộc tiếp xúc giữa con người với Thiên Chúa trong chính cuộc đời của mình, trong đời sống của mình. Và đấy là đền thờ đích thực, đền thờ còn mãi, đền thờ đời đời. Đền thờ trong lời nguyện nói là nơi mà Thiên Chúa Ngài ở đời đời. Trong cái khung cảnh như vậy, trong bối cảnh lời Chúa, lời mặc khải như thế, và cái thực tại của ơn cứu độ được trao ban như thế, thì các tu sĩ dòng Chúa cứu thế đón nhận lấy chính sứ vụ mà Thánh Ân Phong Xô Ngài đã đi trước, Ngài lãnh nhận và được trao lại cho tất cả các tu sĩ dòng Chúa cứu thế trên toàn thế giới. Hóa ra cái ơn gọi của các tu sĩ dòng Chúa cứu thế là bây giờ được gọi để khơi ra một dòng kênh để vét mương. Nơi nào có nhiều rác phải vét để nước nguồn sống chảy ra. Nguồn nước của sự sống nơi Đức Giêsu Kitô chảy tới đâu thì có sự sống tới đó. Cho nên sứ vụ của các tu sĩ dòng Chúa cứu thế là dính dự trực tiếp vào với sứ vụ của Đức Giêsu Kitô như được công bố trong Tin Mừng Luca, mà cũng là sứ vụ mà nơi đây bây giờ sự sống của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa được trao ban cho nhân loại một cách dồi dào, một cách sung mãn. Cho nên thưa anh chị em, làm cái công tác khơi kênh, làm cái công tác gặn đục, làm cái công tác mà các dòng sông hay là các nhánh sông hay là các mương nó bị rác rưởi, nó làm cho ngăn chặn lại, nước không thông được, thì các tu sĩ dòng Chúa cứu thế phải có khả năng để mà nạo vét, để mà làm cho cái dòng nước đấy nó chảy được. Cho nên lúc này lúc kia, chỗ này chỗ kia mà anh chị em có nghe thấy các tu sĩ dòng Chúa cứu thế bênh đỡ người nghèo, nói lên tiếng nói của người nghèo, nói lên tiếng nói của công lý và hòa bình, thì không phải là cái gì nghịch thường, mà nó rất là bình thường. Bình thường bởi chỗ đi vào chính sứ vụ khơi thông nguồn nước sự sống của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Ơn gọi và sứ vụ của các tu sĩ dòng Chúa cứu thế là vậy. Nhưng mà đồng thời hôm nay trong bài Tin Mừng đấy, và trong cái bối cảnh mà quý cha quý thầy trong tỉnh dòng về tĩnh tâm lại đọc cái lời Tin Mừng của Thánh Gioan kể về việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ, chúng ta là những đền thờ sống động của Thiên Chúa, hội thánh là đền thờ sống động của Thiên Chúa, nhưng mà có nhiều khi, có những khi đền thờ đấy lại trở thành nơi buôn bán, trở thành nơi trao đổi, dùng tiền bạc để trao đổi, dùng của cải để mà chiếm cho mình một cái vị trí nào đấy chẳng hạn. Và hôm nay Đức Giêsu cho chúng ta thấy cái công việc của các đồ đệ của Đức Giêsu Kitô là đi vào trong sứ vụ của Ngài và cũng có khả năng để thanh tẩy đền thờ. Đền thờ là chính chúng ta, đền thờ là hội thánh. Có cái nào đấy nó nhơ nhớp phải thanh tẩy nó đi. Như Chúa Giêsu Ngài đã mạnh mẽ để thanh tẩy, để trở thành một nơi thờ phượng Thiên Chúa thực sự, để trở thành một nơi mà chân lý và thần khí được hoạt động một cách mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cùng với hội dòng Chúa Cứu Thế chúng ta kỷ niệm 285 năm thành lập dòng Chúa Cứu Thế, mà cũng là cái dịp để chúng ta nhìn lại, khơi lại cái ơn gọi, cái nguồn gốc từ nơi đó mà dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh. Xin anh chị em cầu nguyện cho quý cha quý thầy trong dòng Chúa Cứu Thế được tiếp nối tinh thần của Thánh Ân Phong Xô đấy, mà có khả năng để khơi dòng nước ra cho những người đang khát, có khả năng bẻ bánh cho những người đang đói, có khả năng thanh tẩy chính mình, thanh luyện chính mình, để trở nên những đồ đệ của Đức Giêsu Kitô, và nhất là để trở thành những ngôi đền thực sự, những ngôi đền thánh thiêng, những ngôi đền mà xảy ra cuộc tiếp xúc một cách thân tình giữa Thiên Chúa và con người trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Amen.